Alo, cả nhà yêu nha. Trời ơi, Tàn Mạc ơi, coi tới cô lui cả chục ngày thấy Ly không có lên video cả nhà. Nhìn lại cái hú hồn hú día luôn à. Đó, mấy nay làm gì làm á cũng gán. Ups. Đợi hay liền xíu. Làm gì làm á cũng gán á, lên một video clip. Em thôi cả nhà quên hết liền sao? Đúng không nè? Cái gì nè? Ngày hôm qua lễ July 4th á, lễ sinh nhật của nước Mỹ á. Cả nhà mình ăn lễ như thế nào? Coi đốt pháo bông vui không? Còn Hải Ly với chồng Hải Ly không có vui gì đó. Đó, chồng Hải Ly ngộ lắm nha. Lúc nào mà có được nghỉ ngày nghỉ ngơi á là cái ngày mà không có được đi làm á. Giống như lễ là anh được nghỉ được mấy ngày đúng không? Giống như lễ này là anh được nghỉ 4 ngày. Đó, là những cái ngày mà được nghỉ lễ á là ổng bệnh dài dài hết, là không đi đâu được, không làm gì được luôn. Mà nó tóm lại Hải Ly cũng bệnh luôn. Ngày hôm qua Hải Ly nhức đến nỗi mà cả nhà biết á, lâu rồi không có khóc nha, mà lần này nó nhức nó hành Hải Ly á. Nó hành hả nguyên một ngày luôn. Nó không hết nha cả nhà, nguyên một ngày luôn. Hải Ly uống quá trời thuốc luôn. Thuốc nhất của Hải Ly là thường ngày là Methadone là mạnh nhất đúng không? Gọi cáp Pantene Hải Ly á uống 2 viên luôn, có nghĩa là 3 viên thuốc nhất đúng không? Rồi cộng thêm 2 viên thuốc nhất của Tylenol nữa nha. Rồi cộng thêm một cái viên thuốc nhất mà để cho nó đừng có đau cái má nữa nha. Và thêm một loại thuốc nhất cho cái đau bụng á, hết đau bụng á. Là có bao nhiêu thuốc chất ở trong nhà Hải Ly cộng lại Hải Ly uống hết luôn. Cả nhà nghĩ không? Vẫn không hết. Oh my god, chịu không nổi. Rồi, sau đó chồng Hải Ly thì ảnh bệnh, bây giờ ảnh thèm ăn phở, ăn cái gì mà có nước súp á. Mẹ Hải Ly hỏi ăn cháo không, mẹ Hải Ly nấu cháo với thịt bò bằm cho. Chồng Hải Ly không chịu, ảnh đâu có phải là người mà thích ăn cháo đâu cả nhà. Cho nên thôi giờ Hải Ly cũng gắng lết ra đường đi theo ảnh. Ta Hải Ly ăn rồi, Hải Ly ăn tàu hũ xả ớt chiên và gì nè, và ăn với rau cái loại mà gọi là gì, ngó sen á nha, ngó sen xào nha, ngó sen xào không vậy đó. Rồi cộng thêm nước tương nè ha, gọi thêm một tô dưa hấu nữa. Trời, mà dưa hấu lần này nó ngon bá phát bụi chắc chó luôn cái nhà đó. Giờ ăn dưa hấu chứ cũng ít có được dễ lắm. Mà chứ này á Hải Ly thích ăn lắm, nó vừa giòn mà nó vừa vừa bột á cái nhà. Nó Hải Ly thích ăn nhẹ, vừa giòn mà vừa bột mà cái màu nó đỏ, đây là đỏ rất là đẹp luôn. Nó tóm lại nó nhìn vô nhìn cái miếng là ngon, ăn liền đó. Thì đó, thì Hải Ly ăn cái món đó không là liên tiếp 3-4 ngày cả nhà. Hải Ly ngộ lắm. Hải Ly mới thích ăn cái gì á là ăn một món liên tiếp mấy ngày liên tiếp vậy đó, ăn xong rồi bỏ qua bắt đầu là qua món khác vậy đó. Cho nên cũng dễ lắm, mẹ Hải Ly cũng dễ nấu lắm. Bà nấu xong nguyên liệu đó, bà đi dành cái ngày mai cái mà nấu đi chang lại gì đó, chứ không có cần phải suy nghĩ là ồ nấu cái gì không có đâu. Hải Ly thích ăn như là ăn tới luôn vậy đó. Rồi bây giờ Hải Ly đi theo chồng Hải Ly thì Hải Ly chỉ ngồi chắc uống nước này ngọ rồi chứ cũng đâu ăn đâu, ngồi coi không ăn thôi chứ Hải Ly không ăn. Bữa nay là trời rất là nắng, nóng luôn á. Bữa nay mấy độ anh? 75 độ F. Trời rất là nắng luôn cả nhà. Nhưng mà nó không có nóng, nó mát. Nhưng mà nắng nó hơi gắt thôi. Cho nên phải đeo kiến thiệt là đen. Kiến này cũng chưa có đen hẳn lắm cả nhà. Hãy đi kiếm mua kiến đen thật là đen mà khó quá. Sao bên Mỹ muốn mua kiến mà đen thật là đen luôn không có anh? Nó cái màu cũng vậy là hết rồi, nó không có đen nữa. Oh. Ok, bây giờ Hải Ly đi tới nhà hàng nha cả nhà. I'm sure I erased that. Uh-oh.
Oh, don't tell me about time to come, no. What? Em muốn quay mấy cái nhà ở trong đây nè, nó đẹp. Nhà bự. Rồi, drive around. Không, được rồi. Đây là minibus, một cái nhà xe bus của thành phố. Nó mấy cái căn nhà trong đây bự bự không, mấy triệu không, cái nhà mấy triệu đô không, gớ vô phỏng tay. Nó bự ghê luôn. In a quarter mile, turn right onto 19th Avenue. Nhà đẹp không đấy nha. Đẹp cái gì mà look haunted as hell, dude. Em thấy đẹp mà. See the haunted. They're old. Like 100 years old. Dĩ nhiên nhà trong này là cả trăm trở lên rồi. Cả trăm tuổi trở lên rồi. Đó là những xe truck đi chở thơ nha cả nhà. Nó mấy chiếc xe này nè. Xe này nè, chiếc xe này nè. Người ta chở bưu kiện á. Chở mấy cái đồ gửi, thân nhân gửi đồ hàng rồi đó. Mà gửi những cái công ty này nè. FedEx với lại USPS. USPS là của thành phố rồi bé. For the city. For the whole world. For the whole world, USPS is for the whole world. It's the United States Postal Service, it's government. Nó thấy em nói là cho thành thành phố. Rồi tới rồi cả nhà ơi, mới vừa tới đây là vô thẳng đậu thẳng vô luôn, mình đặt thẳng ngay mình chiếc cửa luôn. Hên quá. Trời ơi, qua bên phía bên đây mà có được chỗ đậu là mừng lắm cả nhà ơi. San Francisco khó kiếm chỗ đậu lắm. Rồi, chồng thấy đi đang set up chiếc xe. Đâu rồi? Không được hả? Cái chỗ này nó cao quá cả nhà, cho nên xe liền mà mở cửa ra thẳng luôn đó là nó sẽ bị đụng này với cái đó nó chạy, cho nên chồng Haley sẽ lấy cái đó cản lại. Ổng kỹ lắm trời ơi. Bệnh cho nên mang mặt nạ. I don't think I need jacket because pretty thingy today. Rồi đi hướng nào? Ăn ở đâu? Chưa biết ăn ở đâu cả nhà. Qua đây đi rồi kiếm chỗ ăn sao. Tại bên đây là chợ với nhà hàng không à, cho nên qua đi đi vòng vòng kiếm
It's okay. That's okay. Hôm nay Hailey mang dép đi trong nhà luôn, là miếng mang giày, nhưng mà cũng được ha cả nhà hả? Đó, ra đường vậy cũng ok đúng không? Đâu ai nói gì mình đâu đúng không? Bên Mỹ ngọn cái là mình mặc đồ sao làm gì người ta không có nói mình cả nhà. Đó, không có nói mình. Mình muốn mặc ăn mặc gì tùy theo mình thôi à. Tới giờ vẫn chưa quyết định được ăn gì uống gì. Ông này rất là khó tính nha cả nhà. Nó đang record cái nón đẹp cái tự nhiên kéo lên. On the side, nó cái đó là nó thiêu cả nhà, nó thiêu vô chứ không phải là thổi nha, thổi hình nhưng nó thiêu vô. This is my most expensive hat. Yeah. SpongeBob. Nhiều. 50 bucks. Or 55 bucks, one of those. 50 or 55. My $75. $55, how expensive. Just kidding. Hồi nãy đem ly chè ba màu này ra cả nhà thấy ly. Nói ủa nhìn không giống như trong hình. Nói trong hình. Chè ba màu của mình thấy ly ăn ở mấy cái nhà hàng khác đó ha. Là cái này cái đậu xanh á, họ nghiền nhuyễn ra đúng không? Ở đây không có nghiền nè, đây để nguyên hộp. Đó, trong hành thì khác. Còn cái này á, cái dâu câu á, người ta làm giống như người ta làm bằng sợ. Ngon lắm nha. Còn đây là giống như cục cục ở trong cái hộp đó, mua ở chợ. Dừa thì là đóng cục ở đây luôn ở nhà, chứ nó không có giống như dừa nước như thế nha. Nhìn không có ngon cả nhà, nhìn cái hình nhìn không hấp dẫn, không muốn ăn à. Cái đem ra cái những cái ly hết muốn ăn cả nhà. Nó khác. Phải quảng cáo làm sao phải làm giống vậy người ta mới ăn được, chứ quảng cáo vậy mà đem vậy làm sao người ta ăn. Hồi đó giá này đi như nhà hàng khác á, hình vậy là nó ra y vậy nè. Hay coi như chồng thấy liền ăn thấy liền không ăn được rồi đó, thấy liền hưởng hết luôn. Hay ở chồng thấy liền hưởng hết nha anh, anh hưởng hết luôn đi nha. Hay là ngồi hay là ngắm thôi cả nhà. This is pretty good though. Nó ngon hả? Yeah. Cái đó là nem nướng cuốn. It's not nem, it's thịt nướng cuốn. Yeah, it's pretty good. Hay là đang bị đau bụng, hay là không muốn ăn. Ăn vô là đau bụng. Coffee, no bueno. Không ngon hả? Put on chấm this one, eat it like this. Ăn vậy thôi à? Muốn mò quế đâu có chấm gì đâu. Đây là không gian quán. Cũng không gian rất là rộng rãi, bự, sạch đẹp. Rồi là chồng hay là ăn gần sắp hết tô bún bò Huế theo kiểu của Mỹ, chế tạo lại theo kiểu của Mỹ, có nghĩa là không có giò heo hay là đùi heo hay gì hết, chỉ là thịt bình thường như là chả lụa thôi cả nhà, là ăn theo kiểu của Mỹ á, là đúng theo gu của chồng hay gì luôn. Còn mà theo kiểu người Việt Nam mình để giò heo huyết này kia nọ là anh ăn không có được. Cho nên cà phê cũng theo kiểu Mỹ luôn, cho nên uống dẹt. Không ngon. Nhìn ly trà thấy ly không đụng luôn cả nhà nhìn nè. Nó thấy ly để y chang vậy luôn, cho chồng thấy ly ăn. Tội nghiệp chồng thấy ly như là cái thùng rác, như cái gì mà thấy ly ăn không hết, hay là không ăn là chồng thấy ly uống hết. Cho nên ổng mập cũng là lý do như thế. Dồn vô hết. Chắc cái này từ gô không? Nó từ gô đâu được đâu.
lấy đá ra, nếu mà muốn thu gọn là phải lấy đá ra. Cái này không phải là em với anh có cái problem này đâu, em coi YouTube khác như vậy nữa. Mấy nhọn gái khác ăn không hết á, chồng ăn hết trơn, chồng mới ăn lại hết. Cho nên mình là normal, hiểu không? How is it? Ok thôi. Everything is from the can. Cái đậu đỏ cũng trong cái hộp. Tại miếng xanh nó làm đậu đỏ bự, không có đậu đỏ nhỏ không? Cái hộp nhỏ mắc hơn vậy. Not just that, nhưng mà anh phải soak overnight very long time cho nó mềm, nấu thiệt lâu nó mới mềm, anh hiểu không? Take time. Còn cái này trong can nó đã nấu sẵn luôn á, chỉ cần để vô thôi là xong. Còn cái hộp đậu kia nấu lâu lắm lắm luôn. Rồi, ăn xong đi về. Chắc tôi go cái đó hay lắc xin ăn anh. Lắc xin thấy đang cúng lắm á. Đây trả tiền rồi đi về cả nhà yêu ơi. Bây giờ Hayley ra đường mà không có con gái Hayley đi theo á. Hayley chỉ muốn đi xong rồi đi về về liền ha. Chứ Hayley không có cảm giác mà muốn đi thêm nữa. Ngộ á. Hả? Không. Đi ngang chợ gặp trái dưa hấu, kêu chồng hãy đi tấp vô mua. Tại dạo này hãy đi thích ăn nó với lại đồ kho cái nha. Barbecue spot opening up. Hãy đi thích ăn trái cây với đồ kho lắm, giống như là cá kho, thịt kho gì, các món kho hay giống như tàu hủ chiên cũng vậy nữa. Muối chiên á là ăn với dưa hấu hoặc là xoài chín nó ngon cả nha. Người miền Tây ưa thích ăn trái cây với lại đồ ăn kho. Nó thì chỉ mua trái dưa hấu 99 cent một pound là ăn đồng pound. 16 pound trái đó mà 16 pound là ăn chịch luôn cả nhà, là 16 đô. Mua trái dưa hấu mà 16 đô là mắc nha cả nhà. Costco bán trái có 5 đô. Anh vô đi. Không, anh đăng đau bụng. Anh uống, anh mua vô uống đi. Vô rồi trưng bố bữa. Ok. Thôi đi về cả nhà ơi. Cái này đau bụng rồi. Gặp có ổi tấp vô mà ổi luôn cả nhà. Mắc 6 đồng một hào. Mua mà 5 số trái là hết mấy chục đô rồi. Bây giờ mắc quá. Ổi ngon cả nhà. Ổi ngon. Cảm ơn anh ba cô chú. Anh ba cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc anh ba cô chú sức khỏe.